Những người câu cá thường xuyên câu được cá lớn hàng nghìn cân đều biết, bạn không biết cách câu cá lớn, làm sao để đối đầu với loại cá lớn này. Và những người câu cá này, sử dụng cần câu làm từ thép ren và dây các cản của tàu sân bay, đã đến bờ hồ, liền bay lên đánh cá lớn hàng nghìn cân. Nhưng sau đó, một con cá chép 50.000 cân nhảy ra khỏi mặt nước, đã tạo cơ hội cho những người câu cá. Cá chép khổng lồ, hết rồi, con cá lớn này làm sao mà vẫn sống được, lại là con cá Helua bị cá chép khổng lồ ăn, thì thật là không tưởng. Đừng lo, anh ta không thể thành công được, lão phu nhân chờ đợi con cá chép khổng lồ này. Phương pháp câu cá thái cực, ôi, ông già này thật là tinh danh. Cá chép khổng lồ, thật sự coi tôi như không tồn tại à? Ôi, ông già này thật là điển trai, hi hi. Cuối cùng cũng câu được con cá Helua hàng triệu cân. Ha 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 ha. Anh trai, sau này chúng ta cũng nên câu một con cá lớn như vậy đó. Đúng rồi, anh câu cá giỏi đấy, Tôi đã từng thấy cá thôn thiên lý với mắt của mình, Đáng sợ, ăn nhiều lớn nhanh, Loại cá này không thể giữ lại được, Dù phải đánh đổi cả mạng sống cũng phải bắt nó lên, Còn nhớ trước đây cũng từng có một con, chỉ trong nửa đêm đã lớn đến 3 triệu rồi đấy, Anh có dự định nghỉ hưu chưa? Thời gian không còn nhiều, Nhưng có anh ở đây, Tôi yên tâm rồi, Không làm thất vọng ông, Âm của thái cực, pháp thái cực, bộc phốc thái cực, dùng mềm đánh cứng, Được rồi, hãy đưa chúng tôi đến đây, Có anh trai đó, nhớ giữ liên lạc thường xuyên đó, Có cá lớn nhớ gọi tôi cùng đó, Yên tâm đi, tạm biệt em trai, Về sau tìm một vài hố đen câu cá, Kỹ thuật câu cá của hai bạn, đã tính là cấp độ tiên nhân rồi, Ôi, lại nghiện câu cá rồi, Trước có vẻ như có một ngôi làng, Chúng ta vào hỏi xem có ai biết vị trí tốt không? Lạ là làm sao có thể có làng trên núi cao như vậy? Đều bị cô lập với thế giới rồi phải không? Ôi, xuất phát thôi. Lạ là người dân của làng này đâu rồi? Cậu chính là người nói phét, xin tha thứ cho tôi, cậu có giá trị sử dụng, tôi không ăn cậu. Nghe nói cậu biết một chút về loại ngôn ngữ này, ngôn ngữ của người câu cá phải không? Hiểu biết một chút, hãy nói với người câu cá ở làng này, số lượng đóng góp của họ đã giảm từ mỗi năm xuống mỗi tháng. Nếu tháng sau tôi không thấy đóng góp, họ tự lo cho số phận của mình đi. Điều này đang đẩy làng chúng ta vào bước đường cùng, chủ làng nên mời một người câu cá tài ba đến đây, nếu không thì con cá ăn thịt người này, chúng ta không có cách nào đối phó với nó cả, không thể để những kẻ đó xâm nhập làng. Kế hoạch này chúng ta cần thực hiện trong nửa năm, cậu hãy dẫn theo một số người trước, sau đó hãy chuẩn bị đồ cúng cho con cá đó. Những thằng đó đang làm gì vậy? Sao cảm giác như đến một ngôi làng kỳ lạ thế? Các bạn là ai vậy? Người ngoại đạo mang theo cần câu, dường như vẫn là thợ câu đây. Chuẩn bị vũ khí lên. Làm sao bây giờ? Chắc không phải bị đưa đi nuôi cá chứ? Ôi trời, định làm gì vậy? Hi hi, màu cả thằng thợ câu này giỏi thế. Nói tại sao các bạn nuôi một con cá ăn thịt người? Làng chúng tôi không chào đón người ngoại đạo. Khuyên các bạn nhanh chóng rời đi. Ôi trời, đúng là người khó chịu. Những thằng này dường như đang nuôi một con cá gì đó. Cho ăn nhiều thịt như vậy à? Ừ. Trời ơi, con cá ăn thịt người to quá. Tổ tiên kia bị ăn rồi. Đứa nào dẫn tôi đi câu cá đâu? Bắc Minh có cá, tên nó là Khôn. Khôn lớn đến mức một người không thể. Ôi, chúng ta đi câu cá, đến với kỳ quái. Kỳ quái chỉ là một loại cá thôi, chỉ là cỡ lớn hơn so với cá bình thường. Tôi nghĩ chúng ta cũng đủ sức để câu chúng. Nghe nói một con kỳ quái, giá cả không hề rẻ đâu. Trong rừng sâu có sông thật không? Không biết có may mắn không? Không có thì thôi. Bắc Minh, thằng nhóc này còn biết quay về à?
Ba tôi gần đây thật sự không thể sống ngoài đó được nữa. Quay về để ở cùng con được rồi. Thật là xấu hổ. Đi ra ngoài chuẩn bị thức ăn cho hôm nay cho tôi. Cuộc sống ở quê cũ vẫn tốt hơn. Không cần tranh đấu với những người câu cá nữa.